Quyển 48 thứ 15 Bồ Tát Địa Phần 2 Tùy Pháp Trí Du Già Xứ Phẩm 4 Trụ 2 Hỏi khi Bồ Tát An Trụ nơi trụ tăng thượng giới chuyển nên biết có hành gì, trạng gì, tướng gì? Đáp, nếu chư Bồ Tát trước ở nơi trụ cực hoan hỷ đường 10 chủng tâm ý là đã đắc ý lạc thành tịnh những gì là 10 một đối với tất cả sư trưởng bậc phước điển đáng tôn trọng ý lạc chẳng hành hư dối hai đối với Bồ Tát Đồng Pháp nhu hòa nhẫn nhục ý lạc dễ cộng trú ba thắng phục tất cả phiền não tùy phiền não và sự nghiệp của chúng ma tâm ý là tự tại chuyển bốn ở nơi tất cả hành ý lạc thấy sâu quá thất năm đối với đại niết bàn ý lạc thấy sâu lợi ích thủ thắng sáu ở nơi các pháp bồ đề phần diệu thiện ý lạc thường xuyên tu tập bảy tương đương tùy thuận tu hành các pháp kia ý lạc vui xứ viễn ly tám ở nơi các thế gian nhiễm ô tôn trọng địa vị lợi dưỡng cung kính ý lạc không lòng đoái luyến chín ý lạc xa lìa các thừa thấp thu hướng chứng đại chứng đắc đại thừa 10. Ý lạc muốn làm tất cả việc có nghĩa lợi cho hết thảy hữu tình. Như vậy 10 chủng ý là không điên đảo lương tâm mà chuyển, nên nói là ý lạc thành tịnh. Do 10 chủng ý lạc đầy, thành tựu ở phẩm thượng cho đến cực viên mãn, đến chứng nhập trụ thứ hai tăng thượng giới. Lại nữa ở trong trụ đầy, đầy đủ tánh giới rất ít nghiệp đạo nhiếp thuộc tà ác. Các ác phạm giới yếu kém, hãy còn chẳng hiện hành hà hướng hiện hành phẩm trùng phẩm thượng. Lại viên mãn 10 chủng nghiệp đạo tự tánh hiển hiện Bồ Tát như vậy đầy đủ tánh giới năng khéo dùng diệu tuệ như thật rõ biết đường thiện đường ác là nhiễm không nhiễm như thật rõ biết các thừa các nghiệp hiện hành hoặc nhân hoặc quả tu chứng an lập cũng như thật rõ biết quả dị thục và quả đẳng lưu các nghiệp như vậy tự năng hiển hiện đoạn trừ các nghiệp bất thiện tự năng hiển hiện thọ hành tất cả thiện nghiệp ở trong ấy vui khuyến dẫn người năng dạy dẫn trần chánh như thật quán chiếu tất cả thấy các hữu tình giới hoặc hưng hoặc suy nơi có chủng chủng nghiệp không bình đẳng nơi có nhiễm ô quá thất hiện hành tất cả đều không có gì sai khác đều đọa nơi nghĩa khổ bậc nhất đều đọa trong sự gian khổ vất vả chịu bức bách của chủng chủng khốn khổ rất đáng thương xót cho nên thành tựu ai mẫn rộng lớn Bồ Tát an trụ nơi trụ tăng thượng giới như vậy thiện căn thanh tịnh rộng thấy chư Phật như trước đã nói nên biết ở trụ đây có sự sai khác đó là như thợ luyện vàng khéo léo ở thế gian dùng lửa để tinh luyện vàng luôn luôn đúc luyện cho đến lúc vàng càng thêm sáng sạch như thế thiện căn thanh tịnh của Bồ Tát phải biết cũng vậy Bồ Tát an trụ ở trong trụ đây thú nhập trọn vẹn tâm ý lạc thành tịnh sanh ở chốn nào phần nhiều làm chuyển luân vương vua bốn đại châu dùng lực tự tại kiến hữu tình dừng phạm giới dừng nghiệp đạo bất thiện khuyến khích kia thọ hành các nghiệp đạo thiện phải biết uy lực ở trụ đây vượt hơn trụ trước gấp 10 lần đây được thuyết Bồ Tát an trụ nơi trụ tăng thượng giới vì ý lạc thành tịnh vì đầy đủ tánh giới vì lìa tất cả chủng cấu hủy phạm giới vì thông đạt biết rõ tất cả nghiệp đạo tất cả nhân quả vì năng tự thọ hành các tịnh nghiệp cũng vui khích lệ người khiến họ thọ hành vì như thật quán chiếu các nghiệp phát sanh các khổ vất vả của hữu tình giới được đại ai mẫn vì thiện căn thanh tịnh vì thọ sanh vì uy lực nếu hư rộng tuyên thuyết thì như kinh thập địa gọi là ly cấu địa vì xa lìa tất cả cấu nhiễm phạm giới nên biết trong kia gọi là ly cấu địa đây là trụ tăng thượng giới hỏi khi Bồ Tát an trụ nơi trụ tăng thượng tâm chuyển nên biết có hành gì trạng gì tướng gì đáp nếu chư Bồ Tát trước ở trụ tăng thượng giới đã đắc 10 chủng ý lạc thành tịnh, đắc ý tư duy thông đạt hiểu rõ. Lại do 10 tâm ý lạc tịnh khác, đắc ý tư duy chuyển chuyển thành tựu phẩm thượng cho đến cực viên mãn, cho nên vượt qua trụ tăng thượng giới, nhập trụ tăng thượng tâm, những gì là 10, một đắc ý tư duy và nơi 10 chủng tâm ý lạc tịnh ta đã được thành tịnh, hai đắc ý tư duy ta ở nơi 10 chủng tâm ý lạc tịnh đã thành tịnh. Chọn không thối chuyển ba tác ý tư duy ta ở nơi tất cả pháp lậu hữu lậu tâm không thú nhập năng tránh an trụ ở trong trái nghịch bốn tác ý tư duy ta ở trong việc tu đối trị kia chân tránh an trụ năm tác ý tư duy ta ở việc tu đối trị kia chẳng hoàn thối thất sáu tác ý tư duy ta kiên cố đối trị như vậy
không bị sự thắng phục của tất cả pháp lậu, hữu lậu và tất cả ma quần. 7. Tác ý tư duy, tàn này năng đối với tất cả Phật pháp tâm hành truyền không yếu nhược. 8. Tác ý tư duy, tàn này năng đối với tất cả khổ hạnh tâm không khiếp nhược. 9. Tác ý tư duy, tàn đối với đại thừa thâm sanh tin hiểu, tâm chuyên nhất hướng, tâm chọn chẳng vui thích những thừa hạ liệt. 10. Tác ý tư duy, ta đối với việc lợi ích hữu tình thâm tâm vui thích. Do tác ý tư duy mười chủng tâm ý lạc tịnh đầy, Bồ Tát năng nhập trụ tăng thượng tâm. Bồ Tát an trụ nơi trụ tăng thượng tâm như vậy, khéo dùng chủng chủng hành tướng quá hoạn mà hoại tất cả hành ở nơi các hành kia, thâm tâm chán lìa và nơi diệu trí Phật, năng dùng chủng chủng hành tướng thắng lợi, thấy được sự lợi ích thủ thắng. Lại ở trụ đây, năng dùng một vị vui muốn trong sạch, sanh sâu ái mộ. Đối với hữu tình giới, năng dùng chủng chủng hành tướng khổ não, quán là có khổ. Đối với tất cả hữu tình, hưng khởi tâm bi thường xót, tâm lượng nghĩa đây sanh, ở nơi tất cả hành không phóng dật. Vị đại bồ đề nên tinh tấn mạnh mẽ, đối với các hữu tình đang khởi ý lạc bi mẫn rộng lớn, quan sát thấu hiểu chỉ dụng trí không chướng ngại ở nơi tất cả trói buộc của các tùy phiền não, mới là phương tiện vô giáo giải thoát hữu tình ra khỏi các khổ. Quan sát thấu hiểu chỉ có tuệ không phân biệt, ở trong pháp giới có tất cả tạp nhiễm phân biệt hiện hành mà sanh khởi đối trị, mới năng chứng đắc trọn vẹn việc giải thoát kia. Quan sát thấu hiểu chỉ dụng tạp ma địa, thủ thắng không điên đảo, năng dẫn phát tất cả tịnh lự đẳng trì đẳng trí, mới năng thành tựu trọn vẹn trí sáng suốt kia. Tất cả đều lấy lắng nghe tạng Bồ Tát làm tiền dẫn, lấy lắng nghe chánh pháp làm duyên khởi. Quán thấy đây rồi phát đại tinh tấn cầu học đa văn, vì nghe chánh pháp nên chẳng tiếc thân mạng, không có tài vật yêu thích trong ngoài nào mà lại lẫn tiếc chẳng thể xả, không có sự trưởng nào mà chẳng thể phụng sự, không có lời dạy tôn quý nào mà chẳng nguyện phụng hành, không có khổ thân nào mà chẳng nguyện thọ. Nếu nghe tụng một trong bốn câu pháp kệ của Phật thì vui mừng nhảy nhót, quý hơn được chân vào chứa nhóm để khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nghe một câu pháp Phật thuyết năng dẫn chánh đẳng giác đang tịnh hạnh Bồ Tát thì vui mừng nhảy nhót hơn được tất cả địa vị tôn quý của Thích Phạm Hộ Thế và Chuyển Luân Vương. Giả sử có người bảo rằng: thiện nam tử, lắng nghe, ta có một câu pháp do Phật thuyết đang dẫn chánh đẳng giác năng tịnh hạnh Bồ Tát, ngươi muốn nghe chăng? Nếu này người có thể nhảy vào hầm lửa lớn thọ đại khổ, ta sẽ vì người nói. Bồ Tát nghe vậy vui mừng nhảy nhót đáp: ta năng làm. Nếu ta được nghe một câu pháp nghĩa như người đã nói, dầu có hầm lửa lớn ngang bằng tam thiên đại thiên thế giới đang cháy mạnh mẽ, ta dù tử phạm thiên vẫn muốn đầu thân nhảy vào, há hướng hầm lửa nhỏ vì cầu Phật pháp, thì dù ở lâu nơi đại địa ngục thọ đại khổ não còn năng nhẫn được, hướng là chút khổ nhỏ mà chẳng thể thọ ư? Bồ Tát pháp phải tinh tấn cầu tránh pháp như vậy rồi, lại năng như thật tu duy, cần phải tránh tu hành tùy pháp hành pháp, mới được gọi là tùy thuận Phật pháp, chẳng phải chỉ lắng nghe văn tự âm thanh mà được thanh tịnh. Biết như vậy rồi, tiền nương nơi điều đã nghe, tránh duyên pháp tướng, tỉa xa các pháp dục ác bất thiện, nói rộng cho đến năng đắc bốn tịnh lượng thế gian, bốn vô sắc định và an trụ đầy đủ bốn vô lượng, năm chủng thần thông. Đã an trú nhiều, lại xả hết thảy tịnh lự đẳng trì đẳng trí, nguyện được tự tại trở lại dục giới. Ở dục giới quan sát hoặc năng làm lợi ích hữu tình, hoặc năng viên mãn phát bồ đề phần, tức liền vãng sanh về đó, chẳng phải tự dưng mà sanh về xứ kia. Như vậy Bồ Tát vì lìa tham dục nên gọi là đoạn trừ dục phược. Vì xả bỏ tịnh lự đẳng trì gọi là đoạn trừ hữu phược. Bồ Tát trước ở thắng giải hành địa đã tu thắng giải nơi pháp chân như, nên đã đoạn kiến phược, tà tham khỏe si do giáo chẳng còn chuyển. Thiện căn thanh tịnh rộng thấy chư Phật nên biết như trước, nhưng ở trụ đây có sự sai khác. Thế như ở thế gian có thợ tinh xảo khéo léo tinh luyện để lấy vàng ròng, dòng tay đã có được chân kim, cấu bẩn đã hết, chỉ còn tinh chất. Thiện căn thành tịnh của Bồ Tát phải biết cũng vậy. Phần nhiều thọ sanh làm thiên đế thích, khéo léo giáo hóa hữu tình khiến lìa dục tham, sở hữu uy lực của trụ trước có số ngàn, thì ở trụ đây có số trăm ngàn.
đầy lực thuyết Bồ Tát an trụ nơi trụ tăng thượng tâm, vì tác ý tư duy tâm ý lạc thú nhập thành tựu viên mãn. Vì đối với tất cả hành các hữu tình giới và đại bồ đề năng chánh thông đạt trọn vẹn, vì đối với hữu tình năng chánh tìm cầu phương tiện giải thoát các khổ, vì ở trong chánh pháp khởi đại cung kính thỉnh hỏi cầu học không nhằm mỏi, vì năng chánh tu tập hành pháp tùy pháp, vì đối với hết thảy tịnh lự thế gian đẳng trì đẳng trí vô lượng thần thông năng dẫn năng trụ, vì xả bỏ kia nguyện lực tự tại tùy vui thọ sanh, vì thiện căn thành tịnh, vì thọ sanh vì uy lực, nếu rộng tuyên thuyết thì như kinh thập địa gọi là phát quang địa, vì chỗ hiển thị của quang minh do nghe pháp hành theo chánh pháp và quang minh đẳng trì, cho nên địa đây gọi là phát quang địa, bên trong tâm tịnh năng phát quang minh, cho nên gọi là trụ tăng thượng tâm, do nghĩa đây gọi là phát quang địa cũng tức là trụ tăng thượng tâm. Hỏi: khi Bồ Tát an trụ nơi trụ tăng thượng tọa tương ứng phần giác, nên biết có hành gì, trạng gì, tướng gì. Đáp: chư Bồ Tát trước an trụ nơi trụ tăng thượng tâm, vì lực cầu đa văn tăng thượng đã đắc 10 pháp nhập minh. Do 10 pháp nhập minh đầy thành tựu ở phẩm thượng cho đến cực viên mãn, nên vừa qua trụ tăng thượng tâm, nhập trụ tăng thượng tọa đầu tiên, chỗ có văn tự của 10 pháp nhập minh như kinh đã nói, đó là hoặc giả thiết kia, hoặc ở trong giả thiết, hoặc do giả thiết đây, hoặc ở thắng nghĩa bình đẳng, hoặc vì nhiễm não, hoặc vì thành tịnh, hoặc thành nhiễm, hoặc thành tịnh, hoặc do chỗ nhiễm ô của phiền não hệ phược, hoặc do chỗ tịnh sạch của vô thượng thành tịnh. Đây lược nghĩa 10 pháp nhập minh, trừ Bồ Tát an trụ nơi trụ đây như trong kinh thuyết, lấy không hoa ý lạc làm tiền dẫn, đều thành tựu sở hữu 10 chủng trí năng thành thục, pháp trí thành thục. Về quán tất cả chủng bồ đề tát đoà được tăng thượng, luôn ở nhà Như Lai đắc pháp thể kia, lấy tu tập bốn niệm trụ làm thượng thủ, khéo tu tập 37 pháp bồ đề phần như kinh đã thuyết. Do ở pháp đây phương tiện nhiếp thọ siêng năng tu tập, nên thần kiến tối cực vi tế, tất cả chấp trước, tất cả uẩn dối xứ, tất cả động loạn thảy đều đoạn trừ rốt ráo không hiện hành. Do đoạn trừ kia nên không hiện hành những nghiệp mà tất cả Như Lai chê trách, như thật tùy chuyển tất cả nghiệp tốt đẹp mà Như Lai khen ngợi. Đã thành tựu như vậy nên tâm có khả năng kham chịu hành chuyển tươi nhuận nhu hòa. Từ đã như vậy lại thêm ứng chuyển trùng trùng tướng đều thiện thành tịnh, lại khéo biết tri ân, biết báo ân, ý lạc, hành theo trùng trùng bài pháp đều thành tựu. Vì muốn tầm cầu địa trên phát đại tinh tấn năng tu đối trị nghiệp, cho đến được an trụ, do nhờ duyên đây sở hữu ý lạc, tăng thượng ý lạc, thắng giải tánh giới đều được viên mãn. Do nhờ duyên đây tất cả chủng chủng quần ma, ngoại đạo quán địch thánh giáo đều chẳng thể khuynh động, chẳng thể lấn đoạt. Thiện căn thanh tịnh rộng thấy chư Phật nên biết tướng đây như trước đã nói rộng, nhưng ở chỗ đây có sự sai khác. Như thợ khéo léo tinh xảo ở thế gian đã luyện vàng xong, làm thành đồ trang sức, ánh sáng của vàng chưa làm thành đồ trang sức, chẳng thể lấn đoạt ánh sáng của vật trang sức kia. Thiện căn của Bồ Tát trụ ở đây cũng vậy, sở hữu thiện căn của các Bồ Tát an trụ ở trụ phàm địa chẳng thể lấn đoạt, lại ví như ánh sáng của bảo ma ni thì ánh sáng của bảo châu khác chẳng thể lấn đoạt được, tất cả gió mưa nước cũng chẳng thể hủy diệt ánh sáng kia. Sở hữu ánh sáng trí tuệ của Bồ Tát thì ánh sáng của tất cả thanh văn và độc giác chẳng thể lấn đoạt, tất cả ma oán chẳng thể hủy diệt. Phần nhiều thọ sanh làm vua trời đô dạ ma, khéo giáo hóa hữu tình, trừ diệt thần kiến. Ở trụ trước sở hữu uy lực có số trăm ngàn, thì ở trụ đây có số muôn muôn ức. Đầy lực thuyết Bồ Tát an trụ nơi trụ tăng thượng tuệ tương ứng phản giác, vì thành tựu viên mãn pháp nhập minh, vị trí thành thục, vì tu tập pháp bồ đề phần, vì tất cả chấp trước thần kiến, tất cả động loạn đều được đoạn dứt, vì ngăn chặn nghiệp, khai mở nghiệp, tu tập xa lìa thần cận. Do như duyên đây tâm điều nhu, vì nương sự tìm cầu tu trị nghiệp địa phát đại tinh tấn. Do nhân duyên đây sở hữu ý lạc, tăng thượng ý lạc, thắng giải tánh giới đều tịnh tu trị. Tất cả sở hữu oán địch đối với thánh giáo chẳng thể lấn đoạt và khuynh động, vì thiện căn thành tịnh, vì thọ sanh, vì uy lực, nếu rộng tuyên thuyết thì như kinh thập địa gọi là diệu huệ địa. Ở trong địa đây vị trí như thật thấu tỏ các pháp bồ đề phần, năng thành tựu dạy dẫn chánh pháp tuệ chiếu soi, cho nên địa đây gọi là diệu huệ địa, cũng gọi là trụ tăng thượng tuệ tương ứng phần giác. Hỏi:
Khi Bồ Tát an trụ ở chỗ tăng thượng tuệ tương ương các đế chuyển có hành gì, trạng gì, tướng gì? Đáp: Chư Bồ Tát, trước an trụ ở chỗ tăng thượng tuệ tương ương phần giác đã đắc 10 chủng ý là thanh tịnh bình đẳng. Do ý là thanh tịnh bình đẳng kia, thành tựu ở phẩm thượng cho đến cực viên mãn, vượt qua chỗ tăng thượng tuệ thứ nhất, chứng nhập chỗ tăng thượng tuệ thứ hai. Chỗ có văn từ của 10 chủng ý là thanh tịnh bình đẳng nên biết như kinh đã thuyết, đó là không gì không bình đẳng giác biết và các giác bình đẳng, vượt qua hữu tình giới khác và các pháp đều bình đẳng. Để lục thiết nghĩa của 10 chủng ý là thanh tịnh bình đẳng, đó là Bồ Tát trụ trong trụ đây. Phần nhiều mong cầu tánh trí thủ thắng do 10 hành tướng như thật biết rõ tất cả văn từ của pháp 4 thánh đế. Tướng đầy như kinh đã thuyết, đó là đường tỏ ngộ khác, đường trí bên trong của mình, đường đồng nơi chốn gọi là thuyết đầy. Đó là đường nơi khế kinh, bản mẫu, điều phục, gọi là do thuyết đầy. Đó là đường nơi tự tánh các khổ hiện tại, đường nơi tánh nhân khổ sanh ở vị lai, đường nơi tánh nhân tận diệt, kia tận diệt, vô sanh, đường nơi tánh tu tập phương tiện tu đoạn, kia, gọi là như thuyết đầy. Đây gọi là lược nghĩa 10 chủng hành tướng trí 4 thánh đế. Như vậy Bồ Tát đã khéo léo ở nơi các đế, dùng chánh tuệ để đoạn trừ tất cả hành. Đối với hữu tình giới, ý lạc bì tăng trưởng, đối với ngàn mé trước, ngàn mé sau, chỗ có tà hạnh ngu si của hữu tình, năng chánh thông đạt. Vì muốn hữu tình kia được giải thoát, nên nhiếp thọ, tư lường phương trí rộng lớn, tầm phát khởi chánh nguyện, tức ở nơi ý lạc kia dẫn nhiếp hành chánh tuệ, làm thượng thủ. Do nhân duyên đầy nhiều công đức thù thắng thầy đều tăng trưởng mạnh mẽ, các tăng ý khác thầy đều xa lìa, dùng trùng trùng phương tiện thành thục để thành thục nhiều ích hữu tình như kinh đã thuyết. Đó là đối với các hữu tình lòng phát sanh bi mẫn sâu xa, đối với công nghiệp minh xứ thế gian như thử luận in ấn đều năng dẫn phát, đối với người mong muốn trùng trùng nhà ở và dụng nuôi thân, nếu ít tốn công lực thì năng thí trò. Bồ Tát làm tất cả điều trên vì tuần tự phương tiện an lập họ nơi Bồ Đề vi diệu, vì thuận theo lời nói việc làm của thế gian mà chuyển, vì muốn phương tiện phá nghèo hèn bần cùng, vì muốn diệt dứt các tai họa do người phi nhân gây ra khiến các cõi thế gian thác loạn, vì bố thí không tội các vật dụng vui chơi, dứt trừ các trò vui phi pháp, vì muốn trừ sạch các sự bức bách do giặc cướp gây ra, vì muốn khai mở ngăn chặn các gia hạnh xứ phi xứ, vì muốn an lập các việc lành, xả bỏ các việc không lành, vì trần tránh khích lệ giúp đỡ, không tướng mưu đạt ở hiện pháp, vì tuyên thuyết đạo sanh thù thắng không điên đảo ở tương lai, nên biết đây gọi là lược nói nghĩa dụng công nghiệp minh xứ để nhiều ích hữu tình. Thiện cảm thành tịnh rộng thấy chư Phật, nhưng ở trụ đây có sự sai khác. Như thật khéo léo tích xảo ở thế gian đã luyện vàng xong, làm thành đồ trang sức đặt lẫn lộn với những vật báu trang sức khác, thì ánh sáng vàng khác không thể lấn đoạt. Như vậy đối với thiện căn của Bồ Tát đây, thì thiện căn của tất cả thành phần độc giác và Bồ Tát trụ ở địa khác đều chẳng thể lấn đoạt được. Lại như ánh sáng tự nhiên của mặt trời mặt trăng thì tất cả gió không thể lấn đoạt, nhưng mặt trời mặt trăng kia vẫn cùng chuyển vận với gió. Cũng vậy ánh sáng diệu tuệ của Bồ Tát thì tất cả thành phần độc giác thầy chẳng thể lấn đoạt được, nhưng lại cùng sở tác nơi thế gian này vậy. Bồ Tát trụ đầy sở hữu uy lực có số ngàn muôn muôn ức, phần nhiều thọ sanh làm vua trời đổ sử đà, khéo giáo hóa hữu tình, xả bỏ hết thầy tà pháp ngoại đạo. Đây lược thuyết Bồ Tát an trụ ở trụ tăng thượng tuệ tương ứng các đế, vì đã nhập thành tựu viên mãn 10 ý là thành tịnh bình đẳng, vì phương tiện thiện xảo quán sát các đế dần dần tăng trưởng, vì ai mẫn hữu tình cũng dần dần tăng trưởng, vì đoạn trừ hoại diệt các hành, tức cũng là nghĩa trường dưỡng từ lường phương trí quảng đại, vì tầm phát chánh nguyện siêng gia hạnh, vì công đức tăng trưởng do tuệ hành chánh niệm, vì dùng tất cả chủng thành thục hữu tình không có tăng ý khác, tinh cần tu gia hạnh, vì dẫn phát các nghiệp công xảo của thế gian, vì thiện căn thành tịnh, vì thọ sanh, vì uy lực, nếu rộng tuyên thuyết thì như trong kinh thập địa gọi là cực nan thắng địa. Trong đây hiển thị diệu trí quyết định của Bồ Tát ở nơi các thánh đế cực khó có thể vượt qua, cho nên địa đây gọi là cực nan thắng, cũng chính là chỗ tăng thượng tuệ tương ứng các đế. Hỏi: Khi Bồ Tát an trụ ở chỗ tăng thượng tuệ tương ứng duyên khỏi chuyển, có hành gì, trạng gì, tướng gì? Đáp: Chư Bồ Tát trước an trụ nơi chỗ tăng thượng tuệ tương ứng các đế đã đắc 10 chủng pháp tánh bình đẳng,
nên biết văn tử như kinh đã rộng thuyết, do truyền truyền thành tựu 10 chủng pháp tánh bình đẳng ở phẩm thượng cho đến cực viên mãn, nên vượt qua trụ trước được nhập trụ đây. Một, vì ở nơi tất cả pháp thắng nghĩa tự tánh vô tướng, tánh bình đẳng. Hai, vì nguồn thuyết tạo tác ảnh tượng vô tướng tánh bình đẳng. Ba, vì tức do tướng đầy tự nhiên không sanh tánh bình đẳng. Bốn, vì nhân cũng không sanh tánh bình đẳng. Năm, vì tự nhiên và nhân đều không sanh tánh bình đẳng vốn chốt giáo vắng lặng. Sáu, vì hiện hữu sự thể năng giữ chánh trí lìa các khí luận tánh bình đẳng. Bảy, vì xa lìa tất cả tạo tác thù xả tánh bình đẳng. Tám, vì ở nơi các khổ phiền não tạp nhiễm được ly hệ giải thoát tánh bình đẳng. Chín, vì tự tánh phân biệt sở chấp cảnh giới như huyễn hóa tánh bình đẳng. Mười, vì sở hành trí tự tánh vô phân biệt có không không hai tánh bình đẳng. Đây gọi là lược phân biệt nghĩa 10 chủng pháp tánh bình đẳng. Như vậy Bồ Tát an trụ nơi đây đối với các hữu tình bi mẫn tăng trưởng, đối với đại bồ đề sanh khởi mạnh mẽ vui muốn mong cầu, đối với các thế gian hợp tan sanh diệt dụng một chủng chánh quán duyên khởi quan sát biết rõ tất cả đường trí duyên khởi năng dẫn phát và giải thoát môn là không vô tướng vô nguyện, do nhân duyên đầy sở hữu mình người kẻ làm người thọ được có không đều trào chuyển trở lại. Như vậy Bồ Tát khéo ở nơi thắng nghĩa nghĩ nhớ hữu tình như lý thông đạt phiền não trói buộc chỉ là các duyên hòa hợp, các pháp hữu vì tự tánh yếu kém có vô lượng nhiễm ô quá thất triền chuyển, chỉ lìa ngã ngã sở chẳng cần lìa phiền não hệ phược, các duyên hòa hợp cho nên khởi nghĩ tàn này tự phòng hộ khiến tất cả phiền não hệ phược, các duyên hòa hợp thầy đều đã trừ hoại diệt, vì lợi ích hữu tình nên chẳng vĩnh viễn đã trừ tất cả hữu vi. Như vậy Bồ Tát trụ nơi đầy trí thuận theo bi, gọi là trí vô trước hiện tiền, an trụ bát nhã ba la mật đa hiện tiền. Do an trụ đây ở nơi tất cả thế gian hành chuyển mà vô nhiễm, lại phát khởi nhẫn mãnh lợi, và địa thứ bảy có gia hạnh hành ngàn mé nhẫn của Bồ Tát, nên biết ở địa này thâu nhiếp tùy thuận nhẫn, lại trí vô trước hiện tiền, an trụ bát nhã ba la mật đa hiện tiền đây, năng dẫn các duyên bồ đề đối với các hành hữu vi của các thế gian, tùy trụ mà chẳng trụ, vì ở nơi tịch diệt, thấy đức tịch tĩnh mà cũng chẳng trụ. Bồ Tát như vậy thuận theo phương tiện trí bát nhã, năng nhập không tam ma địa, lấy tam ma địa đây làm tiền dẫn, năng khiến 10,000,000 tam ma địa môn thượng thủ đều hiện tại tiền. Như không tam ma địa thì hai tam ma địa là vô tướng và vô nguyện phải biết cũng vậy. Do tam ma địa thượng thủ đây hiện tiền nên chẳng hoại ý lạc đối với tất cả thánh giáo Phật, tất cả ngoại đạo và các ma quân oán địch không thể dẫn đoạt. Còn lại như trước đã nói, thiện căn thanh tịnh rộng thấy chư Phật, nhưng ở đây có sự sai khác. Như thật khéo léo tinh xảo ở thế gian đã luyện vàng xong, làm thành các vật trang sức đạt lẫn lộn với lưu ly, bảo châu, ngọc báu. Ánh sáng của tất cả vàng khác chẳng thể lẫn đoạt ánh sáng của kia. Trong đây thiện căn thanh tịnh thủ thắng của Bồ Tát như trước đã nói chẳng thể bị lẫn đoạt. Lại như ánh sáng của mặt trăng đang khiến thân tâm hữu tình vui thích dễ chịu, bốn phong luân chẳng thể khiến hoại dứt, tuệ quang của Bồ Tát cũng vậy, tất cả phiền não dày đặc của hữu tình cũng chẳng thể khiến tuệ quang kia bị diệt dứt, tất cả ngoại đạo ma quân oán địch chẳng thể hủy hoại. Bồ Tát trụ đầy phần nhiều thọ sanh làm vua trời diệu hóa, sở hữu uy lực có số trăm ngàn muôn muôn ức, khéo giáo hóa hữu tình trừ tất cả tầng thượng mạng, đầy lực tuyên lời đầy lược thuyết Bồ Tát an trụ ở trụ tầng thượng tuệ tương ương duyên khởi, vì nhập thành tựu viên mãn 10 pháp tánh bình đẳng, vì giác ngộ duyên khởi sanh giải thoát môn, thì tất cả tà tưởng chẳng hiện hành, vì phương tiện nhiếp thọ sanh tử, vì trí vô trước hiện tiền, an trụ bát nhã ba la mật đa hiện tiền, vì chứng đắc vô lượng tam ma địa, vì chứng đắc ý lạc chẳng hoại, vì ở nơi thánh giáo Phật chẳng thể bị dẫn đoạt, vì thiện căn thanh tịnh rộng thấy chư Phật, vì thọ sanh, vì uy lực. Nếu rộng tuyên thuyết thì như kinh thập địa gọi là hiện tiền địa. Do ở địa đây, trí vừa trước hiện tiền, an trụ bát nhã, ba la mật đa hiện tiền, nên gọi là hiện tiền địa, cũng gọi là trụ tăng thượng tại tương ưng duyên khởi. Hỏi, khi Bồ Tát an trụ nơi trụ vô tướng có gia hạnh, có dụng công chuyển, có hành gì, trạng gì, tướng gì,
Đáp chư Bồ Tát trước đã an trụ nơi trụ thứ sáu là tăng thượng tuệ tương ưng duyên khởi, đã đắc 10 phương tiện diệu tuệ dẫn dắt thế gian, chẳng cùng tất cả hữu tình mà cùng hành đạo thắng tiến với tất cả thế gian. Do chuyển chuyển như vậy, thành tựu ở phẩm thượng cho đến cực viên mãn, nên vượt qua trụ thứ sáu được nhập trụ thứ bảy. Nên biết văn từ của tướng đây như kinh đã nói rộng, đó là nương thế gian hưởng thạnh, năng phát khởi, nhiếp thọ phương thức sung mãn, nương ý lạc tăng thượng, năng khiến hữu tình được lợi ích an lạc, năng tạo làm tương lương phước đức bồ đề, nên pháp bồ đề phần càng thắng tiến về sau. Nương chẳng cùng chung với huy thanh văn độc giác, nương hữu tình giới, nương các pháp giới, nương các thế giới, nương tâm ngữ thần trí của chư Như Lai, đây được nghĩa phương tiện diệu tuệ chỗ dẫn chẳng cùng tất cả hữu tình mà cùng hành đạo thắng tiến với thế gian. Như vậy vị Bồ Tát tương ương kia liền năng thông đạt vô lượng vô số cảnh giới Như Lai, cũng là phát khởi vô tướng vô phân biệt không phân biệt khác, quán vô lượng cảnh giới hít Phật, phát khởi tinh siêng tu học không khuyết hở không gián đoạn, tăng ý ở tất cả oai nghi đi đứng, tất cả phần vị chẳng xa lìa đạo. Trong mỗi một sát na tâm, dùng 10 ba la mật đa làm thượng thủ, năng viên mãn tất cả pháp bồ đề phần thủ thắng. Các trụ dưới thì chẳng như vậy. Như ở trụ thứ nhất cực hoàn hỷ, tránh dùng đại nguyện làm sở duyên thắng vượt. Ở trụ thứ hai, tránh năng khiển trừ cầu hủy phạm giới. Ở trụ thứ ba, tránh nguyện tăng trưởng đắc pháp quang minh. Ở trụ thứ tư, tránh thú nhập đạo. Ở trụ thứ năm, tránh nhập tất cả sự nghiệp thế gian. Ở trụ thứ sáu, tránh nhập sâu xa đạo lý duyên khởi. Này ở trụ thứ bảy đây, phát khởi đầy đủ tất cả Phật pháp giác trì viên mãn. Bồ Tát an trụ nơi đây, vì nhiếp vào gia hạnh, hành viên mãn, vì diệu trí, thần thông, hành, thanh tịnh mà năng nhập trụ thứ tám. Bồ Tát trụ như vậy không gián đoạn, năng nhập trụ cực thanh tịnh thứ tám. Trụ thứ bảy vẫn còn gọi là tạp, nhưng trụ thứ tám đây một hướng thanh tịnh, vì cùng an trụ thanh tịnh, làm tiền dẫn cho nên trụ đây gọi là không nhiễm ô. Vì chưa đắc, nói trụ đây ở trong hành tạp nhiễm, này trong trụ đây hết thảy tham phiền não thượng thủ, thảy đều đoạn trừ. Nên biết trụ đây chẳng phải có phiền não, chẳng phải lìa phiền não, vì tất cả phiền não chẳng hiện hành, vì hy cầu Phật trí hay còn chưa được. Hành như vậy mà đắc ý là thanh tịnh tăng thượng rồi, vô lượng thần ngữ ý nghiệp tùy chuyển là chỗ chư Như Lai khen ngợi không còn nghiệp. Ở trụ thứ năm, trí dẫn dắt các nghiệp thiện xảo của thế gian, như trước ở trụ thứ năm đã nói rộng, này được chuyển viên mãn. Tam thiện thế giới tin tưởng tôn xưng là bậc thay, chỉ trừ Bồ Tát an trụ ở các trụ cao hơn và chư Như Lai, vì ý lạc gia hạnh của trụ ấy không gì sánh cùng. Hết thảy tịnh lự, hết thảy pháp bồ đề phần đều năng hiện tiền. Do tu hành tướng mà hiện tại tiền, chẳng phải do trụ phần vị dị thục như trụ thứ tám. Chư Bồ Tát đây phương tiện như vậy, năng khéo tự trạch các tam ma địa, dẫn phát tam ma địa thượng thủ của Bồ Tát lên đến 100.000 chủ tam ma địa. Do đắc tam ma địa đây nên vượt qua tất cả cảnh tam ma địa của thanh văn và độc giác. Bồ Tát như vậy đều xa lìa tất cả phiền não nhỏ nhiệm khó thể nhận biết, tất cả phân biệt hiện hành đuổi theo thần ngữ ý nghiệp đều được an trụ mà chẳng xả ly. Tâm cầu thắng tiến gia hạnh rõ mãnh, thường nhớ hữu tình, để nhanh chóng viên mãn đại bồ đề nên xa lìa tất cả tướng, tùy chuyển vô lượng thần ngữ ý nghiệp, diệu khéo tu sửa trị chỗ hiển phát của vô sanh pháp nhẫn. Trong trụ đây do cảnh giới tự giác tuệ nên vượt qua tất cả cảnh giới thanh văn độc giác. Trong sáu trụ khác chỉ do sở duyên của Phật pháp tăng thượng mà vượt qua tất cả cảnh giới thanh văn độc giác. Lại trừ Bồ Tát ở trong trụ thứ sáu đã nhập diệt định, nay ở trụ đầy niệm niệm năng nhập. Nhưng Bồ Tát đầy sở hữu nghiệp rất hy kỳ, rất hy hữu kỳ đặc chẳng thể nghĩ bàn, đó là thường an trụ trong trụ thời tế mà ở nơi tịch diệt thường chẳng tác chứng. Kìa do sự dẫn phát của phương tiện diệu trí lực tăng thượng như vậy, năng hành tất cả diệu hạnh của Bồ Tát chẳng đồng với tất cả hữu tình, tùy cùng hiện hiện tương tự thế gian mà chẳng phải tánh của thế gian. Nghĩa tổng quát như kinh đã rộng thuyết, đó là nương sự nghiệp phước, nhiếp thọ vô số thần thuộc đồ chúng, cầu sanh trùng trùng sai khác, và khởi thắng tiến trụ và giải thoát, phương tiện điều phục tín dài ở các thừa thấp, thọ dụng các dục, cầu dục khác nhau, tùy chuyển hóa các ngoại đạo,
chuyển hóa tâm người, chuyển hóa đại chúng. Còn lại như trước đã nói, thiện cần thành tịnh rộng thấy chư Phật, nhưng ở trụ đây có sai khác. Nhiều thợ khéo léo tinh xảo ở thế gian đã luyện bằng xong, làm thành các vật trang sức, là tẫn lộn với các báu mani, tạo nên ánh sáng rực rỡ. Tất cả ánh sáng của vàng, còn lại của nam thiên bộ châu, chẳng thể lấn đoạt ánh sáng kia. Như vậy trong đầy thiện căn của Bồ Tát chuyển càng thêm thành tịnh. Thiện căn của tất cả thành phần độc giác Bồ Tát ở địa dưới chẳng thể lấn đoạt, lại như ánh sáng của mặt trời làm khô ráo tất cả dư uế ẩm thấp của nam thiện bộ châu, các ánh sáng khác chẳng thể lấn đoạt. Như vậy trong đây tuệ quang của Bồ Tát phần nhiều làm khô kiệt tất cả phiền não của các hữu tình. Như trước đã nói, sở hữu trí quang của thành văn chẳng thể lấn đoạt. Bồ Tát trụ đầy phần nhiều thọ xanh làm vua trời tha hóa tự tại, sở hữu uy lực có số trăm ngàn muôn muôn ức, năng trào phương tiện thiện xảo, hiện quán cho tất cả thành phần độc giác. Để lực thuyết Bồ Tát an trụ nơi trụ vô tướng, có giác hạnh, có dụng công, vì phương tiện diệu tuệ dẫn dắt thế gian hành đạo thắng tiến, thành tựu viên mãn đắc nhập, vì thông đạt cảnh giới Phật Như Lai, phát siêng gia hạnh không kết hở, không gián đoạn, vì mỗi mỗi sát na viên chứng tất cả pháp bồ đề phần, vì có gia hạnh nhiếp thuộc hạnh viên mãn, vì an lập nơi nhiễm ô không nhiễm ô, vì nương ý lạc mà thanh tịnh chuyển nghiệp, vì thảy đều viên mãn tất cả nghiệp công xảo của thế gian, vì đã thành tựu vô lượng tam ma địa chẳng cùng tất cả thành phần độc giác, vì sát na nhập diệt định, vì hiện hành cùng tất cả hữu tình mà chẳng cùng thế gian hành, vì thiện căn thành tịnh, vì thọ sanh, vì uy lực. Nếu rộng tuyến thuyết thì như kinh thập địa gọi là viễn hành địa ở trục đây, vì thọ vào gia hạnh hành viên mãn của Bồ Tát nên gọi là viễn hành địa. Tức do nghĩa đây nên biết cũng gọi là trụ vô tướng, có gia hạnh, có dụng công. Hỏi: khi Bồ Tát an trụ nơi trụ vô tướng, không gia hạnh, không dụng công chuyển, có hành gì, trạng gì, tướng gì? Đáp: trừ Bồ Tát ở trong trụ vô tướng trước đã đắc mười chủng trí đại nhất nghĩa, nhập vào tất cả pháp như kinh đã rộng thuyết, đó là nương và đời, bản lai vô sanh, vô khởi, vô tướng, nương tánh nhân khác, không thành không hoại, nương đại nhất nghĩa, tự tánh các sự rốt ráo lìa lòi, tự tánh tạo tác ảnh tượng rốt ráo chỉ là nguồn thuyết, nương thể tướng và tánh nhân đều không chỗ có, tự thể tánh tạp nhiễm như vậy, tánh không điều chuyển, tánh không dừng dứt. Nếu nương ta chấp đây sẽ là nhân của vô trí, ở nơi các sự thể lìa lòi kiệt, ở nơi tánh nhiễm bình đẳng của tất cả thời phần, vị đầu giữa sau nương trần như chứng nhập không điền đảo. Vì tánh bình đẳng không phân biệt nên năng trừ tạp nhiễm, đây gọi là nhất lực thuyết. Như vậy mười chủng trí đại nhất nghĩa nhập tất cả phát thành tựu ở phẩm thượng cho đến cực viên mãn, nên vừa qua trụ tạp thành tịnh thứ 7, nhập trụ thuần thành tịnh thứ 8. Bồ Tát an trụ đầy ở nơi pháp vô sanh, chứng đắc nhẫn cực thành tịnh tối thắng bậc nhất của Bồ Tát. Việc đây thế nào? Trừ Bồ Tát nương bốn tầm tư ở nơi tất cả pháp đã tránh tầm tư rồi, nếu lúc thành tựu bốn trí như thật, biết rõ như thật tất cả các pháp, bây giờ tất cả tà chấp phân biệt thảy đều xa lìa, quán tất cả pháp ở trong hiện pháp thuận theo tất cả các pháp tạp nhiễm, quán tất cả pháp ở trong hiện pháp thuận theo tất cả pháp tạp nhiễm thảy đều vô sanh, quán trước thời của tất cả pháp đều do chỗ có tà chấp phân biệt làm nhân sanh khởi, ở đời vị lai tất cả đều vĩnh viễn diệt không sót thừa, vĩnh viễn không sanh trở lại. Bốn trí như thật của bốn tầm tư đây đã nói rộng trong phẩm chân thật nghĩa. Từ trụ thắng giải hành đầu tiên cho đến trụ vô tướng có gia hạnh có dụng công mà chưa cực thanh tịnh, nay an trụ nơi trụ đây đã được cực thanh tịnh, cho nên nói ở nơi pháp vô sanh chứng đắc nhẫn cực thanh tịnh tối thắng bậc nhất của Bồ Tát. Vì trừ Bồ Tát đắc nhẫn đây, an trụ ngày càng thẳm sâu bốn chủng tai họa của trụ vô tướng. Thứ nhất, tại đều đoạn trừ. Một, đoạn trừ sự có gia hạnh, có dụng công ở nơi vô tướng.
2. Đoạn trừ sự nhớ nghĩ quyến luyến đối với các trụ thanh tịnh cao hơn. 3. Đoạn trừ sự nhớ nghĩ quyến luyến ở này tất cả việc lợi ích hữu tình có khảm chịu lớn. 4. Đoạn trừ tưởng có vi tế hiện tại tiền, cho nên trụ đây gọi là cực thanh tịnh. Lại Bồ Tát an trụ thẳm sâu ở đây sanh cực vui thích, được an trụ ở nơi pháp môn điều chảy như vậy, nhờ ân trừ Như Lai khích lệ dẫn dắt giác ngộ, trao cho vô lượng môn trí dẫn phát sự nghiệp thần thông. Nhờ ân chư Phật như vậy dẫn phát vô lượng diệu trí phân thân, thành tựu 10 tự tại, nên biết tướng đây kinh đã rộng thuyết. Đã được tự tại, tùy ý muốn trụ chỗ nào, tất cả đều năng trụ như ý. Tùy vui muốn an trụ nơi các tâm trụ, các tịnh lượng giải thoát đều năng trụ như ý. Nếu tạm khởi tư duy, tất cả thức ăn uống vật nuôi thân thầy đều thầy thành tựu đầy đủ, tất cả công nghiệp minh xứ của thế gian thầy đều hiện hành như ý muốn, ở khắp tất cả năng chiêu cảm nghiệp sanh và ở tất cả nơi chốn thọ sanh đều tùy ý muốn mà tự tại vãng sanh. Tất cả sở tác sự nghiệp thần thông đều tùy theo ý muốn mà năng khởi làm, tất cả diệu nguyện tùy theo ý muốn thầy đều tại nguyện ở nơi các việc các vật. Tùy phát khởi thắng giải đều được thành tựu như nguyện không khác, tùy cảnh giới sở trì muốn biết đều thành tựu không biến đổi, tùy nơi muốn biết, cảnh giới muốn biết đều biết như thật. Đối với khắp tất cả danh cố văn thân đều được thuận theo ý muốn, ở trong tất cả pháp chân chánh an lạc đều được thiện xảo. Bồ Tát thành tựu tự tại như vậy, từ nay trở đi tất cả sở đắc đều được tự tại, tất cả sở tác đều thù thắng lợi ích. Nên biết tướng đây như kinh đã rộng thuyết, lại năng xả bỏ thấy thô về Phật, luôn luôn thấy Phật chẳng rời. Sở hữu thiện căn thánh tịnh đây, dụ cho vàng, dụ cho ánh sáng, nên biết như kinh đã thuyết, Bồ Tát an trụ đây, thọ sanh uy lực, thành tựu các việc thầy đều thù thắng. Tướng đây như trong kinh đều đã thuyết. Đây lực thuyết Bồ Tát an trụ nơi trụ vô tướng, không gia hại, không dụng công, vì thành tựu viên mãn trí đệ nhất nghĩa, nhập tất cả pháp, vì đắc vô sanh nhẫn, vì đã trừ tất cả tai hoạn, vì đã đến trụ thẳm sâu của Bồ Tát, vì ở nơi pháp môn lưu chảy, nhờ ân Phật trao cho vô lượng môn trí dẫn phát sự nghiệp thần thông, vì ngộ nhập trí phân thần vô lượng, vì đắc tự tại, vì thọ nhận những lợi ích thù thắng tự tại, vì thiện căn thanh tịnh, vì thọ sanh, vì uy lực. Nếu rộng tuyên thuyết thì như kinh thập địa gọi là bất động địa. Ở trong địa đây, trước xà sở hữu đạo có gia hạnh, có dụng công, nơi tầm thù thắng tối thượng, tiến lên không gia đình, không dụng công, đạo bất công, đạo bất động thù thắng nhậm vận mà truyền. Cho nên địa đây gọi là bất động địa, cũng gọi là trụ vô tướng, không gia hạnh, không dụng công. Hỏi: khi Bồ Tát an trụ nơi trụ vô ngại giải truyền, có hành gì, trạng gì, tướng gì? Đáp: trừ Bồ Tát chẳng sanh cùi, ở trụ thẳm sâu, lại ở nơi tánh trí tăng thượng thù thắng, tùy nhập vui thích. Trừ Bồ Tát đây ở nơi các pháp khởi ra hạnh trí, tìm người thuyết tất cả pháp, rộng khắp tất cả sở tác thuyết pháp đều như thật biết. Trong đây sở tác thuyết pháp đó là đối với tất cả hành gần gũi dày đặc, hoặc như tạp nhiễm đây, hoặc như thành tịnh đây, hoặc do tạp nhiễm đây, hoặc do thành tịnh đây, hoặc chỗ tạp nhiễm, hoặc chỗ thành tịnh, hoặc chẳng phải một tướng, hoặc là một tướng, hoặc thông hai chủng, tất cả như vậy đều như thật biết. Bồ Tát như vậy phương tiện thiện xảo ở trong pháp sở thuyết, phương tiện thiện xảo ở nơi người được thuyết, ở nơi tất cả chủng, thành đại pháp sư, thành tựu vô lượng đà la ni môn. Đối với tất cả chủng có đầy đủ âm từ văn câu, thiện xảo phân tích giải thích biện tải vô tận, khả năng lánh thọ thành tựu pháp đà la ni như vậy. Bồ Tát do ngôn ngại giải thù thắng như vậy, năng dẫn pháp ngôn từ, năng hồi pháp tỏa vi diệu, hoặc ở trong đây hoặc ở xứ đây, tuyên thuyết chánh pháp tận cùng sở hữu của tất cả môn. Hoặc vì do đây nên đối với hữu tình, năng khéo khuyến dẫn khích lệ dẫn dụ an lập sự nghiệp,
hữu tình thảy đều khảm nghiệm, thảy đều thành tựu tất cả tướng như vậy, như kinh đã rộng thuyết, thiện căn thành tịnh, thọ sanh uy lực thành tựu các việc thủ thắng như kinh đã rộng thuyết. Đây lục thuyết Bồ Tát an trụ nơi trụ vô ngại giải, vì ở nơi giải thoát tịch tĩnh thẳm sâu chẳng sanh vui đủ nhập thắng tiến, vì ở trong các pháp khỏi trí gia hạnh tuyên thuyết pháp, vì nơi sở tác đầy các trí biết như thật, vì thành đại pháp sư bất tư nghỉ, vì thiện căn thành tịnh, vì thọ sanh vì uy lực. Nếu rộng tuyên thuyết thì kinh như thập địa, thì như kinh thập địa gọi là thiện huệ địa. Ở trong trụ đây ý lạc thành tịnh, muốn làm lợi ích an lạc tất cả hữu tình, đạt đến tuệ vô ngại giải của Bồ Tát. Do đầy khéo hay tuyên thuyết chánh pháp cho nên địa đây gọi là thiện huệ địa, cũng gọi là trụ vô ngại giải.